Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, trang mạng uy tín chuyên bán nhà bán đất khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An. Gặp lại quý anh chị trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư mỗi ngày luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé. Hiện tại thì Biển Xanh đang có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành là khoảng 35 km quý anh chị nhé. Hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ, giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một căn nhà một trệt hai lầu. Căn nhà này là lạch tầng quý anh chị nhé, hướng Tây và nằm ở vị trí vô cùng là đông dân cư, vị trí đắc địa ngay gần cổng chính của khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, một vị trí rất là nhiều tiềm năng cho chúng ta có thể thuận lợi kinh doanh buôn bán sau này. Và căn nhà này nó là hướng Tây nhưng mà cũng khá là mát, bởi vì nó nằm ngay bên cạnh phía trước mình đây thì chính là trục chính đường TC2 và hồ sinh thái, rộng 15 hecta. Và căn nhà này thì do cô chú chủ nhà xây để ở cho nên vô cùng là kiên cố và vững chắc, nó không có giống như những căn nhà xây để kinh doanh quý anh chị nhé. Một trệt hai lầu đúc thật và nhà đã hoàn công đầy đủ, nhà đổ tấm thật luôn quý anh chị nhé, nhà lạch tầng. Và đây chính là phía bên ngoài của căn nhà. Xin mời quý anh chị cùng quý nhà đầu tư mình đi vào bên trong để tiếp tục khám phá căn nhà này cùng với Biển Xanh. Phía ngoài thì chú chủ nhà cũng rất cẩn thận làm cho mình cổng sắt và bên trên cũng có lợp mái ra và hàn khung sắt rất là cẩn thận và mát mẻ quý anh chị nhé. Xin mời quý anh chị cùng quý nhà đầu tư mình đi vào phía bên trong của căn nhà để tiếp tục khám phá cùng với Biển Xanh. Điện nước đầy đủ, mình mua là chỉ việc dọn vào ở ngay. Phía trước là một khoảng sân cho chúng ta để xe Honda. Và bên trên thì được lợp mái, khá là mát rồi quý anh chị nhé. Điện nước đầy đủ. Và nhà này là nhà xây lệch tầng theo kiểu kiến trúc của người Hoa. Nhà có bản vẽ rất là đầy đủ và đã hoàn công cho mình rồi, xây rất là kiên cố. Trần nhà đổ khá là cao ráo cho chúng ta. Và đây là phía bên ngoài của phòng khách. Và phía trước là cửa kính cường lực 4 cánh quý chị nhé. Cửa là cửa kính nhôm sinh pha cao cấp. Và cái căn nhà này thì xây khá là lệch tầng cho nên nó khá là nhiều phòng, cho nên là mình có thể sống được nhiều thế hệ trong cái căn nhà này. Và nó là hướng Tây nhưng mà vẫn rất là mát mẻ bởi vì nằm ngay bên cạnh chính là hồ sinh thái, rộng 15 hecta. Phía bên trong là khu vực của phòng bếp, nhà tắm và WC, khu vực phơi đồ, đặt máy giặt quý anh chị nhé. Đây là nhà tắm và WC. Diện tích của căn này là 4 x 18 bằng 72m2. Đất thổ cư 100% sử dụng lâu dài vĩnh viễn. Và nhà thì đã hoàn công đầy đủ rồi quý anh chị nhé. Cho nên là những căn nhà mà đã hoàn công rồi, nếu quý anh chị mình mua xong sau này mà mình có muốn vay ngân hàng thì cái giá trị của căn nhà để mình vay ngân hàng nó cũng rất là cao. Đây là khu vực của phòng bếp. Nhà do cô chú là buôn bán cho nên là nó khá là nhiều đồ đạc, buôn bán nước ngọt rồi là cà phê sáng, trà sữa, cho nên rất là nhiều đồ đạc nó không có được gọn gàng lắm quý anh chị nhé. Và phía bên ngoài này thì chúng ta có thể là phơi đồ, đặt máy giặt. Căn nhà này là đã hoàn công đầy đủ, pháp lý rất là rõ ràng minh bạch quý anh chị nhé. Phòng bếp mình mua là chỉ việc xách vali lên là dọn vào ở ngay. Nhà đổ tấm thật, xây rất là kiên cố vững chắc do là nhà xây để ở. Và bây giờ thì cô chú đã lớn tuổi rồi cho nên là muốn bán nhanh để xoay sở công việc khác. Và do lớn tuổi rồi cho nên là cũng có nhiều nhà quá và nó tới một trệt hai lầu cho nên là dọn dẹp cũng khá là cực. Nhà xây lệch tầng quý anh chị nhé. Nhà tắm WC. Tất cả cửa trên các phòng thì đều là cửa nhôm sinh pha cao cấp. Hệ thống dây ống đồng máy lạnh cũng đều gắm cho mình hết rồi.
bên kia là cái hồ sinh thái và cái trục chính luôn đó quý chị nhé. Ngoài này mình một cái hành lang mình có thể phơi đồ cũng rất là rộng luôn. Nói chung là thiết kế của căn nhà này là đã cô chú đã tìm hiểu phong thủy rồi là kết cấu xây dựng theo bản vẽ rất là chuẩn. Bởi vì là nhà thiết kế xây là để ở cho nên nó khá là vững chắc. Quý anh chị mình tìm mua để an cư mà tìm được những căn nhà mà chủ nhà người ta xây để ở thì nó sẽ chắc chắn hơn là những cái căn nhà mà xây để kinh doanh quý anh chị nhé. Nhà lệch tầng cho nên là căn nhà này khá là nhiều phòng ngủ, tới 4 phòng ngủ. Mình sống được rất là nhiều thế hệ. Tọa lạc trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới. Một khu du lịch sinh thái đầu tiên và duy nhất tại phía Tây Bắc Sài Gòn. Và phía bên ngoài là ban công. Và giá của căn nhà này là 2 tỷ 250 triệu là bao sang tên công chứng. Do là nhà đã hoàn công đầy đủ rồi cho nên là thuế phí đóng nó cũng rất là cao quý anh chị nhé. Căn này là nhà lệch tầng. Do là cô chú có mỗi 2 cô chú lớn tuổi và một em nữa cho nên là nhà nhiều phòng quá ở không có hết cho nên căn phòng này cô để làm kho chứa đồ. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh, thấy thích căn nhà lệch tầng này hoặc là muốn an cư lập nghiệp trong cái khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này thì hãy nhanh tay nhấc máy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi và dẫn quý anh chị mình xem nhà quý anh chị nhé. Trong nhà thì tất cả các cái rèm cửa chống chói cao cấp cũng đã gắn cho mình hết sẵn hết rồi. Phía ngoài là ban công và đứng ở trên ban công thì mình có thể ngắm ra phía bên ngoài cửa sổ để lấy ánh sáng và nguồn gió từ bên ngoài cho căn nhà nó trở nên thoáng quý anh chị nhé. Nói chung là căn này theo phong thủy thì cô chú cũng đã tính toán rất là kỹ, cũng có rước thầy phong thủy để hỗ trợ cái việc mà soi phong thủy để xây dựng quý anh chị, cho nên là căn nhà này nó khá là kỹ. Quý anh chị nào mà mua được căn nhà này để ở thì cũng khá là an tâm, bởi vì nhà xây để ở cho nên nó rất là kiên cố. Nhà đổ tấm thật quý anh chị. Do cô chú lớn tuổi rồi cho nên là cái việc mà dọn dẹp vệ sinh nhà cửa nó khá là khó khăn khi mà leo lên trên lầu. Chính vì thế mà cô chú bán căn nhà này để mua một miếng đất nhỏ và xây một căn nhà nhỏ hơn. Giá là 2 tỷ 250 triệu là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí các kiểu cho chúng ta, ra sổ mới cho chúng ta luôn quý anh chị nhé. Nhà đã hoàn công đầy đủ rồi cho nên là quý anh chị hoàn toàn an tâm về vấn đề sổ sách pháp lý rõ ràng. Mình không phải lo lắng gì về vấn đề pháp lý quý anh chị. Mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi sang tên công chứng đăng bộ theo quy định của nhà nước mà thôi. Nhà lệch tầng cho nên rất là đẹp, thiết kế kiến trúc theo kiểu người Hoa. Và xây khá là kiên cố do là xây để ở, nhưng mà bây giờ cô chú đã lớn tuổi cho nên là cái việc dọn dẹp vệ sinh nó nhiều phòng và nhiều lầu như thế này thì nó khá là cực. Chính vì thế mà cô không có leo được lên trên lầu nữa và đồng thời thì cô cũng buôn bán kinh doanh rất là bận rộn. Chính vì thế mà cô muốn nhượng lại, bán lại căn nhà này cho những quý anh chị nào mà ưa thích kiểu mẫu nhà lệch tầng theo thiết kế theo kiểu người Hoa. Thì hãy nhanh tay nhấc máy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037
0972 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi để quý anh chị có thể sở hữu ngay cái vị trí căn nhà này để an cư lập nghiệp, đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống quý anh chị nhé. Giá là 2 tỷ 250 triệu là bao sang tên công chứng cho chúng ta rồi. Mình không phát sinh bất cứ một chi phí nào nữa quý anh chị nhé. Một lần nữa, Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.